thì thậm chí kèo Senel và Yena cũng sẽ là một cặp rất tốt để họ có thể triển khai được. Đây là pha bắt người nhanh và NDA làm lại thêm một lần nữa. Sao đó được? Quay ở trong đám đông. Sao đó được? Hay. Thì vẫn tiếp tục quay thêm một lần nữa và có thêm một điểm ba gục nữa dành cho bên phía của đội tuyển Team Fnatic một đều. Một pha xử lý rất hay đến từ vị trí của ADC và nó tạo ra thắng lợi dành cho bên phía của đội tuyển Team Fnatic ở khu vực đường giữa này. Barin là người được hưởng lợi với thêm một điểm ba gục nữa cùng với cái trụ đầu tiên ở khu vực đường giữa đầy quan trọng. Kuga cùng với NTCC đang phải vất vả phòng ngự, có thêm Ray và họ phòng ngự được rồi. Nhưng đó lại là một tình huống mà ADC cho thấy vai trò dẫn dắt của mình trong một thế hệ mới của Team Flash.